cái tầm mò chị bây lúc nà lúc lúc chị bây mới từ lâu tôi hú bây từ thâu từ yên sớ chị cú sớ ấy bây từ nhô cô qua sớ nhô nhô chị bây từ lâu đó cán tôi hú ra ta chị tu bò yếu bò ấy cô bây giờ cho nhô chữ nó chị yếu chữ sớ cú sớ lại bây từ lâu tôi hú ta chữ nó chị cú ta bò lần nó chị lâu ta bò chị bò chị tu lo vì vong lu chị cú giờ lấy bò tôi nhô xin chữ là họ cho yêu yêu lima bỏ tù nhu hai cho tù nhang lima chào cuộc tang gì chị bỏ tang bỏ gì lo vi vi vô vô lu dê bê tù tù tùng a bê tê lì tù mù nhóc bì rõ rồi. Sau cái cơn bão số 3 thì bảng phái là có bị thiệt hại vì 6 hộ vì nhà cửa, nhưng mà có toàn là sạc ta ly dương với ta ly âm, nhưng mà có một hộ thì Tráng A Dìa là bị thiệt hại nặng vì hộ này là không thể khắc phục được. Cái hộ này chỉ có là di rời và khẩn cấp. Và trong cái quá trình vào chuyển nhà thì cũng được ban chỉ huy quân sự huyện và xã Tăng Trung và một số các như là tổ liên ngành thì cũng liên hỗ trợ giúp với bản, giúp với hộ gia đình đấy, rồi là tháo dỡ nhà, rồi là tìm chỗ để cho các hộ đấy là ở tạm thời để khắc phục cái hậu quả. Bay ra đây kinh khủng. Ban chỉ huy quân sự huyện là văn phòng thường trực phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn của huyện, tham mưu chủ ủy ban dân huyện, ban chỉ huy phòng chống thiên tai của huyện làm tốt công tác chuẩn bị, kiểm tra đầy đủ vật tư, phương tiện và các phương án, phát huy phương châm 4 tại chỗ. Đặc biệt là ngay sau khi thiên tai xảy ra, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với đoàn kinh tế quốc phòng 5, 5 đồn biên phòng và công an huyện khẩn trương nhanh chóng di rời các hộ dân ở nguy cơ sạt lở cao về nơi an toàn, bảo đảm đầy đủ các lương thực thực phẩm và ổn định đời sống cho bà con nhân dân. Lúc này lo ở chỗ bên tây văn chế tế bắt đàn hai bên lúc anh là tôi hay một giờ nửa giờ là sẽ thì có chỗ bên lúc sẽ là tôi sẽ bên tây văn chế hai tôi bang bên lo chế tế tôi bang bên tôi văn tôi chế ở sẽ chế ở thọ nhà anh thì hay nhà ta số thứ bên ông mình số thứ rồi ta mình tôi bang nó bên sẽ văn sẽ chế ở
Tắt đường.